Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng mô hình về điểm bán hàng Việt Nam, thúc đẩy phát triển thương mại gắn với quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh của tỉnh, huyện Tân Biên triển khai kế hoạch của Sở Công Thương về thực hiện xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt năm 2023. Qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa huyện, thị xã, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Tây Ninh nói chung, huyện Tân Biên nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh. Mô hình bước đầu đã cho thấy hiệu quả khi hình thành kênh phân phối hàng Việt uy tín và có tác động tích cực đến thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Với nguồn kinh phí hỗ trợ của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh và được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn huyện đồng tình hưởng ứng, nâng cao nhận thức trong việc tiêu dùng, từng bước hình thành nét đẹp văn hóa trong tiêu dùng hàng Việt Nam. Cửa hàng tạp hóa Bảy Chủ được chọn là mô hình điểm tại ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc của huyện Tân Biên. Đến tham quan tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy biển giới thiệu điểm bán hàng Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được đặt nổi bật trước cửa hàng đã thu hút sự chú ý của người dân khi có dịp qua lại. Cửa hàng có không gian rộng rãi, thoáng mát, có khoảng trên 90% hàng hóa được bày bán tại cửa hàng đều được sản xuất trong nước, được trưng bày khá bắt mắt trên các giá kệ. Các mặt hàng đều có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, có tem dán, nhãn mác theo quy định, giá cả được niêm yết công khai. Hàng hóa bày tại đây đa dạng về chủng loại, mẫu mã sản phẩm, có sự kiểm soát chặt chẽ từ các ngành chức năng. Từ đó hạn chế được tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường. Cũng hân hạnh được huyện cho tôi được bán hàng này, cũng rất là mừng, rất phấn khởi với người dân ở đây, người ta cũng thích, người ta thấy mình buôn bán cũng rất mềm mại, rồi hàng cũng chính hãng, thành ra cũng đều tốt, khách cũng thương, khách cũng mua rất nhiều. Gia đình tôi thì cũng cái hàng hóa của tôi bán thì tôi cũng rất dùng rất nhiều, bởi vì là mình có dùng rồi mình biết ngon mình mới quảng cáo cho khách hàng được. Tại vì chọn cửa hàng Bảy Chủ là ở đây là nhiều mặt hàng đa dạng phong phú như là bánh kẹo rồi các loại vân vân, giá cả thì cũng phù hợp, nhãn mác đầy đủ, nên em cũng yên tâm để chọn cửa hàng của Bảy Chủ là để làm điểm mua sắm. Tại vì hàng người Việt Nam là phải ưu tiên là dùng hàng Việt Nam. Trong cái thời gian tới để phát triển cái mô hình cũng như là nâng cao cái hiệu quả hơn nữa, nhiều hơn nữa đối với các cái mô hình bán hàng trên cái địa bàn của Tân Biên, thì phòng kinh tế hạ tầng sẽ cùng phối hợp với lại các cái cơ quan liên quan, nhất là để tăng cường cái công tác mà tuyên truyền vận động các cái hộ kinh doanh sẽ thực hiện đầy đủ, đáp ứng được các cái tiêu chí khi tham gia, đồng thời thì cũng tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát đối với các cái hộ kinh doanh, thì qua đó thì sẽ giảm được cái tình trạng mà đưa vào các cái sản phẩm hàng mà kém chất lượng và buôn bán đại trà đối với các cái mặt hàng chính hãng, qua đó thì để làm mất cái niềm tin của người dân. Thì cũng trong thời gian tới thì phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm hàng hóa Việt, cũng như là đối với các cái doanh nghiệp cũng như là các cái cơ sở sản xuất mà có các cái mặt hàng, các cái sản phẩm mà được người dân tin dùng. Đồng thời thì cũng sẽ công khai minh bạch về các cái thông tin thì liên quan về cái sản phẩm hàng hóa, như về cái chất lượng, về cái giá cả và cái nguồn gốc xuất xứ. Và tiếp đến nữa thì cũng sẽ thực hiện cái tốt cái việc mà sẽ nắm bắt kịp thời cũng như là xử lý kịp thời các cái phản ánh về các cái thông tin liên quan đến các cái sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, rồi chất lượng và cái giá cả của sản phẩm hàng Việt.
Qua mô hình thí điểm đã tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện cuộc vận động, xóa bỏ tâm lý sính hàng ngoại trong một bộ phận cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, khuyến khích động viên người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguyên nhiên vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm hàng hóa dịch vụ của Việt Nam. Có thể thấy, mô hình này đã và đang tạo được kênh phân phối hàng Việt uy tín, tác động tích cực đến thói quen mua sắm của người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, tạo điều kiện đưa các hàng hóa thiết yếu là hàng Việt đến tay người tiêu dùng, nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống người dân. Hy vọng với những hiệu quả rõ rệt này, trong thời gian tới, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tích cực phối hợp, đồng hành trong việc nhân rộng mô hình tại các địa phương vì lợi ích thiết thực của người tiêu dùng và các nhà sản xuất tại Việt Nam.